Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng đến với những tin tức trong bản tin Nhật ký an ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân. Kiểm soát lạm phát khi cải cách tiền lương. Hàn Quốc nối lại tập trận bắn đạn thật. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân, ngày 1 tháng 7 năm 1954, ngày 1 tháng 7 năm 2024 và đón nhận huân chương chiến công hạng nhì. Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội Trung tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng Lê Quốc Hùng, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an và đại diện lãnh đạo ban bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Ngày 1 tháng 7 năm 1954, tại Bản Đung, xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Quốc Hoàn công bố thành lập bộ phận công tác thuộc Văn phòng Trung ương Đảng mang bí danh MATH, đơn vị tiền thân của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân, với 5 cán bộ đầu tiên, đặt mốc son lịch sử cho sự ra đời của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân. 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ghi nhận những cống hiến to lớn và những thành tích đặc biệt xuất sắc, Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an đã 13 lần tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 2 lần tặng Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể và cá nhân lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân. Kỷ niệm 70 năm thành lập, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng cho lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân Huân chương Chiến công hạng nhì, phần thưởng ghi nhận những chiến công và đóng góp xuất sắc của đơn vị. Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích, những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức lớn lao của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân đã đạt được trong 70 năm qua. Hôm nay chúng ta họp mặt ở đây cũng bồi hồi tưởng nhớ công lao đóng góp của các thế hệ, các đồng chí lãnh đạo bộ, của cán bộ chiến sĩ lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ đã đóng góp cho sự phát triển của kỹ thuật nghiệp vụ, đặc biệt là chúng ta cũng bồi hồi tưởng nhớ và tri ân sự đóng góp của đồng chí Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, người đã đặt cái nền móng kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân ngay từ những cái buổi đầu tiên và trong đến cái quá trình phát triển của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ. Qua thực tiễn công tác, chiến đấu gian khổ nhưng đầy vinh quang, lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ đã lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc. Nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội sẽ càng nặng nề và phức tạp hơn, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân thời gian tới cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện có hiệu quả quan điểm chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, trong đó xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đến năm 2025 tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đổi mới mạnh mẽ công tác kỹ thuật nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ giữa trang bị hiện đại các cái phương tiện, thiết bị, hệ thống, cơ sở vật chất, bố trí triển khai các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu các cái biện pháp giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu hoạt động xâm phạm an ninh trật tự các loại đối tượng, phát huy vai trò tác dụng thế mạnh của công tác kỹ thuật nghiệp vụ trong tổng thể các biện pháp nghiệp vụ của công an, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ tịch nước cũng yêu cầu lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân nâng cao hiệu quả ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong triển khai kỹ thuật nghiệp vụ, mở rộng khả năng tự lực, tự chủ, tự cường biện pháp nghiệp vụ trong Công an nhân dân, tăng cường hợp tác quốc tế đi vào thực chất và chiều sâu, đảm bảo nắm chắc, nắm sát tình hình liên quan đến an ninh trật tự từ sớm từ xa, phát hiện mọi âm mưu hoạt động nhằm xâm phạm an ninh quốc gia của Việt Nam. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang cùng với những thành quả, kinh nghiệm quý báu qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó.
Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước là những định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội nói chung, công tác kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân nói riêng. Lực lượng công an nhân dân nói chung, lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ nói riêng xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, những thành tựu, kết quả mà các thế hệ lãnh đạo công an, đặc biệt là đồng chí Chủ tịch nước đã dày công xây dựng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phụng dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, phối hợp chặt chẽ với quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương và dựa vào nhân dân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc các hạng tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Tiếp tục kỳ họp thứ 7 vào chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã thảo luận về các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi cho người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Vấn đề tăng lương cơ sở nhưng vẫn phải đảm bảo kiểm soát được lạm phát được các đại biểu quan tâm thảo luận. Mức lương cơ sở. Đa số các đại biểu đồng tình với tờ trình của Chính phủ với đề xuất tăng lương cơ sở lên 30% từ 1,8 triệu đồng một tháng lên 2,34 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, về nội dung này, nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ cần quan tâm đến các giải pháp bảo đảm nguồn lực, thực hiện ổn định, lâu dài, có hiệu quả về chính sách, đặc biệt kiểm soát lạm phát, tránh tình trạng tát nước theo mưa. Đề nghị Chính phủ có chỉ đạo ổn định giá cả thị trường, chống lạm phát, nhất là những mặt hàng tiêu dùng, không thể để tát nước theo mưa của thị trường. Khi mỗi lần nhà nước tăng lương cơ sở thì thị trường tăng giá theo, ảnh hưởng đến đời sống và đông đảo của người dân lao động. Dẫn chứng từ hai lần tăng lương cơ sở đều làm tăng lạm phát như năm 2008 khi tăng lương cơ sở 20%, lạm phát tăng từ 6,3 lên 23% và năm 2011 khi tăng lương cơ sở lên 13,7%, lạm phát tăng 9,2 lên 18,6%. Nguyên nhân lạm phát được đánh giá có cả chủ quan và khách quan. Từ thực tế này, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Chính phủ cần quan tâm chính sách tiền tệ cũng như giãn khoảng cách tăng giá các dịch vụ khác. Tôi đề nghị Chính phủ cần quan tâm, thứ nhất là chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt theo lạm phát mục tiêu 4% và phải giữ cho được ổn định tỷ giá. Thứ hai là phải điều chỉnh các hàng hóa dịch vụ nhà nước quản lý, điện, học phí, giá dịch vụ khám chữa bệnh phải giãn ra không cùng một lúc và cách xa ngày 1 tháng 7 năm 2024. Thứ ba là phải chuẩn bị nguồn hàng đảm bảo cung hàng hóa, không để thiếu hàng thúc đẩy sản xuất. Thứ tư, quan trọng nhất là phải kiểm soát lạm phát tâm lý, lạm phát tin đồn, lạm phát domino, té nước theo mưa và phải tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử phạt nghiêm minh những vấn đề liên quan đến pháp luật về giá. Trước khi làm cái việc này thì chúng tôi cũng đã có đánh giá và trong báo cáo thì khả năng là CPI tăng được khoảng 0,7%. Trong khi đó thì cái GDP tăng trưởng có thể nó đóng góp thêm 0,21%. Thì cái này chủ yếu là tâm lý thôi. Chứ còn nhu cầu thì do tăng lương thì tôi nghĩ cũng có nhưng mà không cao. Với thứ hai là cung cầu hàng hóa báo cáo ông chí cũng đáp ứng được, đặc biệt là hàng thiết yếu. Do đó là công tác tuyên truyền, ngoài ra công tác tuyên truyền. Thì ngay từ khi mà chuẩn bị thì Chính phủ cũng đã có cái chỉ đạo, đặc biệt là ban chỉ đạo điều hành giá và vừa rồi Thủ tướng đã có công điện. Thì tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn. Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, trong bối cảnh hiện nay, rất cần thiết thực hiện các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, các khoản trợ cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, đảm bảo đời sống cho công chức viên chức, người lao động, người nghỉ hưu và các đối tượng chính sách, đồng thời đề nghị cùng với việc tăng lương thu nhập, cần có biện pháp hiệu quả, kiểm soát lạm phát giá cả các mặt hàng thiết yếu để đảm bảo ý nghĩa của việc tăng lương, tăng thu nhập. Cũng trong chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược. Chiều nay tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã tổ chức hội thảo khoa học cấp hội đồng nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia trong đấu tranh phòng chống phản động. Trung tướng Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an chủ trì hội thảo. Đề dẫn hội thảo nêu rõ, công tác đấu tranh chống phản động là một bộ phận quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia và cần được nâng tầm thành nghệ thuật. Việc quán triệt, vận động những quan điểm tư tưởng mới, những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia trong đấu tranh chống phản động đòi hỏi phải được nghiên cứu, đánh giá, tổng kết, bổ sung, phát triển lý luận nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia trong đấu tranh chống phản động.
Tại hội thảo, qua hai phiên thảo luận, các đại biểu đã kiến nghị đề xuất nhiều nội dung liên quan đến hoàn thiện lý luận về nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia trong đấu tranh chống phản động, cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống phản động trong tình hình mới. Phát biểu tổng kết tại hội thảo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá các bài viết gửi về hội thảo đều thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm và chiều sâu nghiên cứu của các tác giả, đã làm rõ được những vấn đề lý luận về nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia trong đấu tranh chống phản động. Đồng chí Thứ trưởng giao ban tổ chức hội thảo nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham luận và các ý kiến khác gửi về ban tổ chức để từ đó có sự nghiên cứu, hoàn thiện lý luận, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống phản động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện lý luận và áp dụng các công tác thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng lực lượng an ninh nội địa, công tác đấu tranh chống phản động và các mặt công tác công an nói chung. Sau hơn 3 ngày làm việc với tinh thần hợp tác cởi mở, hội thảo tái đào tạo cựu học viên FBI khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2024 đã bế mạc vào chiều ngày hôm nay. Tại hội thảo lần này với chủ đề chống sử dụng bất hợp pháp tài sản kỹ thuật số, với sự trình bày của các chuyên gia, các đại biểu đã cùng thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm xung quanh nhiều vấn đề về tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao hiện nay. Cùng với đó là tiếp cận và trao đổi về nhiều xu hướng vấn đề khác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm như sự phát triển của thủ đoạn lừa đảo tiền ảo đầu tư, xu hướng của lực lượng đặc nhiệm tư pháp người cao tuổi FBI San Diego, thực trạng và hợp tác quốc tế về kiểm soát các loại súng tự chế. Các phiên làm việc tại hội thảo đều đạt được mục tiêu đề ra, tạo nên một diễn đàn thiết thực, bổ ích, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức chung về tình hình, xu hướng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống tội phạm hiện nay, từ đó tăng cường nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật các nước. Bên cạnh đó cũng tạo môi trường để các cá nhân, cơ quan có liên quan giao lưu, học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết, thể hiện tinh thần hiếu khách, trách nhiệm và thiện chí của Bộ Công an Việt Nam. Thưa quý vị, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 28 tháng 11 năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo ghi nhận, đến thời điểm này, các địa phương đã có sự chuẩn bị chu đáo và tất cả đã sẵn sàng cho lễ ra mắt lực lượng này. Một không khí phấn khởi cùng với sự quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ của các thành viên thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trong bối cảnh sự cố cháy nổ xảy ra phức tạp như vừa qua, những ngày này, ông Bằng, ông Viêm là bảo vệ dân phố thuộc phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương thường xuyên có mặt tại các địa điểm có nguy cơ cao về cháy nổ để tuyên truyền nhắc nhở người dân trong việc kiểm soát nguồn lửa. Đây là một trong nhiều nhiệm vụ mà các ông vẫn thực hiện thường xuyên trong những năm qua. Thế nhưng, giờ đây tâm trạng ai cũng phấn chấn hơn bởi nhiệm vụ mà các ông đang thực hiện đã được luật hóa bằng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Cũng rất kỳ là phấn khởi, chúng tôi được đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân phường Việt Hòa, có nghĩa là giao nhiệm vụ, được giao nhiệm vụ làm cái tổ bảo vệ dân phố từ 1 tháng 7 này thì cũng rất là phấn khởi và có cái tinh thần trách nhiệm cao. Và nghĩa là làm cho cái nhiệm vụ của đảng ủy và hội đồng nhân dân phường giao cho, sao cho nó làm cho cái nhiệm vụ của một người làm bảo vệ dân phố. Thực ra là đến mùng 1 tháng 7 này được sự nhất trí của chính quyền địa phương đã cử chúng tôi làm bảo vệ dân phố thì cũng rất vinh dự, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ để cái nhất là được của khu và của chính quyền, vừa rồi cũng được đi tập huấn tất cả các chương trình phòng cháy chữa cháy và tổ bảo vệ phố cũng làm được tập huấn và học hành đầy đủ các nội quy của trên giao cho. Phấn chấn, vui mừng là tâm trạng chung của các đồng chí là công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng. Bởi với họ, đây là niềm vinh dự tự hào khi được đứng trong hàng ngũ lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, có sự điều chỉnh riêng của pháp luật, được cụ thể hóa bằng những quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, gắn liền với 6 nhiệm vụ lớn được quy định trong luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Chúng tôi là công an viên thì nó có luật ra cụ thể để chúng tôi rất là hoan nghênh và nói chung là như trong tác thuộc về nói đấy, là nó có cái anh em đi công tác hoặc là đi nhận nhiệm vụ hay là có một cái gì đấy, chẳng hạn như giải quyết sự việc ấy thì nó sẽ vững vàng và nó sẽ mạnh dạn hơn, thì chúng tôi làm là nó hiệu quả hơn. Các đồng chí chắc chắn là sẽ có những cái động lực hơn nữa,
phấn đấu hơn nữa trong công tác và phối hợp cùng với lực lượng công an chính quy trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở và tham gia đầy đủ theo chức năng của một lực lượng mới. Hải Dương là một trong ba địa phương trên toàn quốc sớm ban hành hai nghị quyết về tiêu chí thành lập, mức hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ thống nhất cùng thời điểm luật có hiệu lực thi hành. Công tác huấn luyện bồi dưỡng về chính trị, pháp luật nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cũng đang được địa phương tích cực triển khai. Theo nghị quyết số 04 ngày 30 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương, mỗi thôn, khu dân cư thuộc địa bàn xã, phường, thị trấn sẽ thành lập một tổ bảo vệ an ninh trật tự, gồm tổ trưởng, một tổ phó và tổ viên. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, Hải Dương sẽ thành lập 1.341 tổ bảo vệ an ninh trật tự với tổng số 4.248 đồng chí tham gia lực lượng này. Đây là những cánh tay nối dài và sẽ là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, hỗ trợ công an cấp xã trong việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Cái lực lượng bảo vệ dân phố đấy, là bắt đầu là cuối cùng ở phường Tân Bình tách ra là năm 2010, đến bây giờ nó là suýt 13 năm. Thì trong đó là tôi cũng đã tham gia là từ ngày đấy đến giờ. Thế thì thực sự mà nói, mà với cái tinh thần trách nhiệm của lực lượng bảo vệ dân phố của phường, chủ yếu là về cái tinh thần trách nhiệm. Thế thì những cái trường hợp mà đơn giản như say rượu hoặc là tranh cãi, đánh nhau trong gia đình mà hòa giải được thì anh em sẽ thực tế hòa giải. Còn những cái trường hợp khó khăn ấy, thì là phải điện cho công an phường xuống. Vì thực sự mà nói một phường Tân Bình bây giờ nó là 18.000 dân mà có chục đồng chí công an thì làm sao giải quyết được kịp. Ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương về việc triển khai cái luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thì công an tỉnh cũng đã phối hợp với ban tuyên giáo, tỉnh ủy và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền những cái nội dung cơ bản của luật này để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện. Thứ hai là công an tỉnh cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để bố trí cái nguồn kinh phí để phục vụ cái đào tạo bồi dưỡng và cái kinh phí để mua sắm quần áo, các trang thiết bị. Cái thứ ba là tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng Nhân dân thông qua hai cái nghị quyết hết sức quan trọng. Thứ nhất là nghị quyết liên quan đến tiêu chí thành lập tổ và cái nghị quyết thứ hai là quy định các mức hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, công tác huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cũng đã được địa phương tích cực triển khai, bảo đảm việc bồi dưỡng cho 100% thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trước ngày 1 tháng 7. Theo kế hoạch, tại Hải Dương, lễ ra mắt cấp tỉnh sẽ được tổ chức tại Quảng trường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh. Mọi công tác chuẩn bị cho buổi lễ đã được triển khai một cách chủ động, tích cực. Tất cả đã sẵn sàng cho buổi lễ diễn ra thành công để đánh dấu sự ra đời của một lực lượng mới. Lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở đi vào hoạt động sẽ trực tiếp sát cánh, hỗ trợ rất là đắc lực, không chỉ cho công an cơ sở mà cả với cấp ủy chính quyền địa phương. Đây là một cái lực lượng sẽ ngày đêm tham gia vào cái công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, hỗ trợ cho công an cấp xã quản lý địa bàn tốt, phát hiện sớm và các cái mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, cũng như là các cái điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật để cùng với lực lượng công an chính quy kịp thời tham mưu giải quyết ngay từ gốc rễ, đồng thời cũng là cái lực lượng nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó góp phần xây dựng cái thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phục vụ đắc lực cái sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Để luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được triển khai có hiệu quả, lực lượng công an các cấp trong tỉnh Hải Dương đang tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, qua đó nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban ngành chức năng và nhân dân về vị trí, chức năng, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình hiện nay, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự ủng hộ của nhân dân trong việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Thưa
quý vị, tại Lào Cai, ngay sau khi phát hiện dầu nhớt đổ ra đường có nguy cơ gây mất an toàn cho nhân dân và du khách, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bắc Hà đã nhanh chóng xử lý, tránh gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Quá trình tuần tra tại km 17 700 tỉnh lộ 153, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bắc Hà phát hiện vệt dầu loang dài hơn 80m. Vệt dầu khiến cho đường trơn trượt, có nguy cơ cao gây mất an toàn cho nhân dân và du khách di chuyển trên tuyến đường. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bắc Hà đã nhanh chóng chốt chặn, phân luồng, đồng thời dùng mùn cưa để xử lý số dầu loang trên đường, giúp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Sau hơn một tiếng, vệt dầu loang trên đường đã được xử lý an toàn. Đây là hành động đẹp, đáng ngợi khen và trân trọng của các chiến sĩ cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bắc Hà, qua đó góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Hà Nội công bố nguyên nhân của vụ cháy tại Trung Kính khiến 14 người tử vong. Hàn Quốc nối lại tập trận bắn đạn thật. Thưa quý vị, vào chiều nay tại họp báo định kỳ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiều nội dung mà dư luận quan tâm đã được các cơ quan báo chí đặt câu hỏi, trong đó nổi lên là vấn đề liên quan đến nguyên nhân của vụ cháy nhà trọ tại phố Trung Kính, quận Cầu Giấy khiến 14 người tử vong và công tác đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2024 đang diễn ra, bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 29 tháng 6. Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, nguyên nhân vụ cháy khiến 14 người tử vong ở phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội được xác định do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực đầu xe máy điện làm chảy lớp vỏ cách điện rồi cháy lan sang các xe máy xung quanh. Là đối với việc cho thuê vận hành nhà trọ là trách nhiệm thì chúng tôi đã xác định là thuộc trách nhiệm chính thuộc về là bà Nguyễn Thị Thảo là người tổ chức cho thuê trọ. Và anh Nguyễn Kim Hùng là con trai bà Thảo, là chủ nhà. Tuy nhiên, hai người này đã tử vong trong vụ cháy, nên không xem xét liên quan đến trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan thuộc trách nhiệm nêu trên nếu có. Còn đối với công tác quản lý nhà nước và trật tự xây dựng phòng cháy chữa cháy đối với nhà trọ nêu trên, thì hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cũng đang phối hợp với Viện Kiểm sát để thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, không có vùng cấm, không bao che để làm gương cho những trường hợp khác. Trả lời báo chí liên quan đến công tác bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 diễn ra từ hôm nay đến ngày 29 tháng 6, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Công an thành phố Hà Nội đã huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ của các phòng nghiệp vụ và Công an 30 quận huyện thị xã tham gia phối hợp với ngành giáo dục để bảo vệ an ninh an toàn các khâu của kỳ thi. Như trước kỳ thi, thì các phòng nghiệp vụ Công an thành phố đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất, khu vực, địa điểm in sao đề thi, kiểm tra, rà soát phòng làm việc, máy móc, thiết bị được đưa vào sử dụng trong khu vực in sao đề thi, đảm bảo không có kết nối, thu phát tín hiệu, phân công lực lượng an ninh an toàn vòng 2, vòng 3. Đến thời điểm hiện tại, Công an 30 quận huyện thị xã đã hoàn thành xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh an toàn các địa điểm thi trên địa bàn, đồng thời phân công lực lượng đủ quân số theo đề nghị của các điểm thi, bảo vệ an ninh an toàn, phòng bảo quản đề thi, bài thi và an ninh trật tự vòng trong vòng ngoài điểm thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.